Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh. Khởi tố bắt tạm giam người gây ra vụ cháy nghiêm trọng tại Hà Tĩnh. Chiều ngày 1 tháng 7, thông tin từ Công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Phan Đình Thành, sinh năm 1973, trú tại thôn 7, xã Xuân Hồng về tội vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy. Trước đó vào sáng ngày 28 tháng 6 năm 2019, Phan Đình Thành đi mua đồ ăn sáng và mua một chiếc bật lửa ga để hút thuốc. Sau khi về nhà, gần trưa cùng ngày, Thành ra vườn gom rác trong vườn ở khu vực cuối vườn rồi dùng bật lửa để đốt rác. Do trời nắng, gió tây nam thổi mạnh nên lửa đã lan sang khắp vườn. Thành đã dùng xô múc nước để dập lửa nhưng không dập được nên gọi mọi người đến giúp đỡ. Tuy nhiên, do lửa đã cháy mạnh và lan từ vườn nhà Thành sang khu vực rừng thông phía sau, hậu quả vụ cháy bắt đầu từ khu vực rừng phòng hộ thôn 7, xã Xuân Hồng, lan rộng ra khu vực rừng thuộc một số thôn khác như xã Xuân Hồng và rừng phòng hộ thị trấn xã Xuân An. Sau gần 3 ngày, hàng nghìn lượt chiến sĩ, quân đội cùng nhân dân và các phương tiện chữa cháy được huy động, đám cháy mới được khống chế. Theo thống kê sơ bộ, khoảng 50.000 hectare rừng tại đây đã bị cháy. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày các bạn nhé. Công an Hà Nội sẽ điều tra về sai phạm của cựu bí thư Phú Thọ. Tại cuộc họp báo sơ kết tháng 6 đầu năm của Bộ Công an đã diễn ra vào cuối giờ chiều ngày 26 tháng 6, báo chí đặt câu hỏi liên quan đến sai phạm trong chỉ đạo quản lý để xảy ra vi phạm trong một số dự án xây dựng tại địa phương dẫn đến hậu quả nghiêm trọng của ông Hoàng Mạnh Phú, cựu bí thư.